giờ kiếm một bình gắn vô camera camera hành trình. Có bánh xe gắn vô cũng giống một giống tương tự theo phải không? Nó chỉ để dò con đầu rồi phải không? Quay. Tại vì mình chạy tới chỗ tương cái xe có một cái tương theo. Nó đã dò con đầu. Còn người mốt gắn cái camera hành trình nó sẽ ở cái nón. Đó giờ đâu coi cục pin như tao mua một cục. Để dò sẵn nào vừa tắt tắt xài xài cho tao đạp té ra luôn khỏi giật rồi nó cũng tránh vợ cũng giàu rơi có nghèo với ai đâu vô quy hoạch đất nó giàu không có nước rồi mình cũng đang khổ chết mẹ có nước trong đây nó khổ lắm anh nhậu quy hoạch đất hai đi tham quan tam giác sắt ha địa đạo tam giác sắt đó chỉ nó chỉ lịch sử thôi chứ không có trung hàm tam giác sắt là đủ quán đâu trên cuốc đủ cuốc còn cạp ở quán cà phê trên cây tao mày lên miếng á nó hù về ăn tay cậu khe tầng trái của Bình Dương á đường Vĩnh Băng từ Phú Chánh lên Phú Giáo đi tuyến đường này nó nhanh nhất bữa nay giờ làm lại cái gì cũng đỡ rồi tôi chưa thấy người lắm tôi đi bộ ngoài giống đi đâu đây là cầu vượt cầu Vĩnh Băng nha mình với bạn đi hám hiểm coi sao không thấy vô nước cơ nào mà nghèo mà đang khui như hai tụi này
youtuber kia nó mập mạp, nó ăn uống rồi ăn phở, anh này anh kia nó trắng tẻo rồi. Còn có hai này liếc mày mày đứng hấp nhách anh em vui cũng được. Chết xe không? Không có đứa ông chết đi hôi. Ai đi từ đứa bơ nào cũng sáng có mình đi hôi. Rồi đồ đeo khẩu trang ngay cái mỏ được tính đáng miếng. Còn ai dành dành đồ đen như con khỉ gì giống y tì. Này ra nó ba con xanh này. Vô luôn, hẳn vô cho hai bà đó đó. Đường này đi cũng được lên mà phải giật một chậm với cụ chó lại. Đường này đi đường tắt mình qua luôn. Thấy là muốn hấp hiểm mà thấy không? Đây đã được nhựa ta chạy rồi. Đã được nhựa ta bắt cái máy ta chạy rồi. Wow, ra khỏi đường phố chính. Kiếm xe bánh mì. Kiếm xe bánh mì thôi, anh đã chạy rồi. Kiếm xe bánh mì thôi. Rồi hay quay tại chỗ luôn ha. Mà anh mì không phở. Anh mì vậy chứ phở xa lắm. Nó quên không ăn đâu rằm. Đói quá tên đi ăn phở mà. Còn chú ăn phở không ra nên ăn mì đỡ. Đây hôm nay gặp được cô giáo à. Đây là suối rạc ở Phú Giáo. Năm nay thì sao nó làm lại lạ quá chứ mấy năm trước là khách cứ rất là đông. Tại năm nay vào mùa mưa nên cũng không có khách đông mấy. Lúc trước khách đông lắm như là ở đây rất là đẹp. Hồi xưa cái năm 2000 mấy á, tôi một nhóm tụ tập lên đây chơi luôn, rất là đẹp. Còn bây giờ thì nó giống que à. Chứ là nó làm lại lúc trước đâu có cái. Giờ nó làm lại lúc trước thì nó không có cái cầu này. Giờ nó làm lại có cái cầu này nữa. Nước ở đây thì này nào giờ là vậy. Thấy nó đục đục vậy chứ nó rất là sạch trong. Là rất là sạch. Ở cái đầu nguồn nó chảy xuống cuối nguồn. Các bạn coi sau lưng mình là người nè. Phong cảnh rất là đẹp luôn. Lúc trước mình hay tắm ở đây lắm. Mà nay mùa mưa nên nó hơi vắng khách miếng. Thực tế là không có khách luôn, chỉ có mình với thằng lính nè, hai thằng. Giờ lên đây phiêu lưu. Đi chùa ăn chay đi nó cũng ngán. Giờ tập phiêu lưu miếng.
đầu tư được ổ bánh mì, chẳng có gì hết. Chỉ vậy thôi, giờ đi bắt đầu đi vòng từ đầu nguồn tới cuối nguồn luôn. Nó đi sao đi vậy, đi từ đầu tới vòng rớt rồi họ đâu nữa. Ủa, cũng cắt hết rồi. Má mày, đâu trong đó. Thêm cái cục đặc. Thôi khỏi. Lấy cảnh chứ, nhận đầu lấy cảnh đi, quay cho tao nào. Quay, đang quay mà. Ở tôi thì câu biên bỏ cũng bỏ kìa. Còn khí đậu sao sao không quần lên mà sao không quần lên đây vui vẻ lên coi. Có bà giữ chỗ chơi dưới xe mà tao bấm rồi á, có để vậy cho nó chạy. Má nè. Đi. Mày đéo có máu không hiểm à. Đi đụ má thiệt. Dễ rớt trừ. Đau lắm. Trời té đó mày. Trong trong rồng đó. Không đứng điện thoại. Đậu má hồ hồ đứa nít nó đậu mẹ. Má giờ hồ đứa nít nữa ông. Hồ đứa nít nè. À đấy quá. Bước chỗ này nè. Đâu có trơn. Không, đã tao qua được sao trơn. Chân mày như chân tao thôi. Con cặc. Đâu rồi. Trời ngon như con cặc họ. Con
Qua đâu? Cầm điện thoại nè. Cầm điện thoại. Xuống đây. Đồ giọt dở. Giọt giọt giọt. Đồ giọt dở. Má phải mày chịu lội nước đi đường nước xuống đủ má mày đã biến rồi đi dưới chặt gì mặt con mày đi ve ve cho nó té lộn con hồng à. Đủ má này về rung rung, đủ thói nào cũng rung rung. Cứ để cho nó rung không có đi, đi leo rừng lội suối không rung được. Cháu hoài mà. Đi đâu nữa? Má té cái mẹ em. Cổ động đi. Đi nhúng gì vậy cha? Ai nhúng? Tù lao. Ôi đồ cái thằng này. Má mày mà đậu đi. Đi tụi mệt mày lắm mà đậu má. Thấm thấm cô cặt chứ thằng về gì thấm. Thấm gì vậy? Chân anh đẹp.
Này vô cỏ nhiều á, ủ má. Này vô cỏ nhiều á. Tại biết sao? Họ để biết chỗ này. Bởi vậy còn phải hỏi review lại. Này cái trăm view có, cái ngàn view á. Tao bán liền á. Cái con cạp. Chạy từng nhận thấy không? Thấy rồi. Quay chưa? Đang quay. Cái cảnh này, con phải uống coi. Rồi. Mày làm gì vậy nít rồi. Từ từ, từ lấy cảnh cái. Đây là suối Rạp Phú Giáo nha các bạn. Và đi đến đây đi đông đông mới vui, này có hai hạng bồ quá. Đây có hai hạng buồn thiệt mà đi thám hiểm dương này không vui tí nào. Đi với ngậm bình này chán. Chụp đâu? Lên kia chụp đẹp hơn mày. Nè heo mỏ đá nè đi. Đè. Đi mà đi trên bờ không đủ sao gọi là thám hiểm. Đừng hồi đây. Trời ơi ho nữa. Chắc này đứng lên. Đây. Một cái đậu má. Má rồi mà chết mẹ luôn. Mình cứ cố cặc à. Đủ máy ra đéo mới được ra nữa hả? Máy ra hay lắm mà. Bạn mình ra hoài tắm ấy. Đạo diễn kêu vậy mà. Đạo diễn nó quay hư rồi. Quay lại. Vô đi quay khác, lâu quá, vô đi quay khác.
có mình buồn quá. Nước sấy rất là mát luôn. Nước tự nhiên từ đầu nguồn suối xuống này chứ không phải là nước tự làm nữa. Cường cụ đứng ngoài pin lấy hết cảnh luôn. Chưa lòi hết nữa, lòi sơ sơ. Còn camera này nó quay yếu quá nên nó không biết quay, có gì thông cảm nha. Mệt à. Quỷ kia giờ nó cầm điện thoại đi vòng vòng nó quay ở đâu rồi. Giờ ngồi mệt nó ngồi hấp hút à. Ở đây á nếu mà đi nhầm ngày Chủ nhật á rất là đông người. Họ vô đây họ nấu nướng rồi họ ăn nhậu rồi, nhậu không phải là nhậu gì mà nhậu lon hay lon, họ làm sương sương rồi bắt đầu cái xuống tắm đồ nó mát. Đây cỏ mà họ ngồi, cỏ mà người ta ngồi mà cỏ mọc không được luôn. Đây đi mấy ngày Chủ nhật á nó mới đông. Mấy ngày này nó vắng quá. Giờ mệt rồi, thì mình chỉ ngồi đây rồi tí về thôi. Giờ không biết đi đâu được, mệt lắm. Bạn thấy cảnh nó đẹp không? Cảnh nó rất là hữu tình luôn. Này mà có này mà đi với bộ bạch rồi lên đây rồi đi làm ngày cuối tuần nó đông nó vui gì đâu á. Rồi này đứng thì không được gì hết. Giống đi giống nay mấy ngày này giống que tại có hứng nhảy thôi. Giờ mình cũng chuẩn bị ngồi nghỉ mệt miếng này cho nó quay xong mình về. Cảm ơn mọi người đã coi cái clip này. Nếu mà thấy hay á, mà thấy hay với đẹp á, hãy bấm like cho mình cái và share cho mình luôn. Rồi nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình luôn nha. Rồi mình sẽ đi kiếm mấy cái khu là sinh thái hay là mấy cái cảnh nào đẹp đẹp và phong cảnh đồ khu di tích đồ á, mình làm cho các bạn coi. Nhớ like cho mình cái nha và chia sẻ ra cho mọi người cùng xem chứ. Hãy bấm đăng ký ủng hộ mình cái. Thì có người đăng ký thì mình vui chứ không? Mình vui, mình thoải mái, mình đi mình làm nhiều hơn. Tại mới tập tành ba cái YouTuber này nên cũng có nhiều điều mình chưa biết, cũng có nhiều cái mình chưa hiểu. Chứ là thằng camera nó quay nó hơi yếu, nó quay giật. Chứ là nó nhát nữa. Có gì mọi người thông cảm cho nó nha. Nó đứng sau lưng mình nè. Rồi, chào tạm biệt mọi người luôn nha.